Ý là muốn đêm buffet, đêm buffet gần bến xe Mỹ Đình. Nhiều món dưa, thịt đậu, thịt rất nhiều món không ăn được, nhiều lắm. 35.000 có coca như canh ngay cổng ra của bến xe Mỹ Đình. Buffet chén không? Đậu ngon quá. Buffet tự chọn nha. Xuất ăn tuyệt vời, muốn ăn gì có các loại món thịt trâu, trứng lợn, thịt chó, thịt dê, thịt gì cũng có. Đây tôi chỉ chọn mấy món thông dụng, thịt gà, đậu, thịt kho, chân giò, rau muống, dưa, mấy món thông dụng hay ăn ngon. Các bạn nào đến Mỹ Đình cứ vào ngay căng tin cổng ra của Mỹ Đình, xe khách Mỹ Đình.